hạnh gặp lại quý vị, các bạn, những nhà hảo tâm xa gần đến với chuyên đề vượt qua hiểm nghèo của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Thưa quý vị, một cô gái mới hơn 20 tuổi đời không may mắc phải chứng bệnh hiểm nghèo. Nằm trên giường bệnh, em tâm sự rằng em rất có lỗi, rất thương mẹ. Lẽ ra giờ này con gái người ta đang cơm nước giặt giũ cho mẹ, trong khi mẹ em phải vất vả và chăm lo từng ly từng tí. Mẹ đã cực khổ vì em quá nhiều, vậy mà em chưa có một ngày báo hiếu. Lời tâm sự buồn ấy của em Ngô Thị Kim Châu, ngụ ấp 4 xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa mà chúng tôi vừa tiếp xúc ghi hình trong lúc em đang nằm điều trị ung thư tại Bệnh viện Đa khoa Long An. Mời quý vị chia sẻ với cảnh đời của hai mẹ con em Châu. Ở bệnh viện, mọi thứ đều hối hả, khiến cho nhiều người không còn đủ thời gian để quan sát những thứ xung quanh. Thế nhưng, hình ảnh một người phụ nữ ngoài 60, ngày ngày vội vội vàng vàng, qua vào dòng người đi nhận cơm từ thiện, rồi thẳng một đường trở về bên giường bệnh, chăm sóc đứa con gái, khiến ai nấy cũng chạnh lòng. Bà tên là Phạm Thị Tuyết Lan, mẹ em Ngô Thị Kim Châu, mắc phải chứng bệnh ung thư tuyến ức. Gần 4 năm dài, bà phải sống khắp các bệnh viện, nuôi chồng bị ung thư dạ dày, rồi đến đứa con gái Kim Châu. Ngày đám tang chồng, bà cũng không thể trở về nhà được, vì Kim Châu cũng đang rơi vào tình thế nguy nan, chiến đấu với căn bệnh ung thư ở bệnh viện Ung Bướu, thành phố Hồ Chí Minh. Kim Châu mắc phải căn bệnh ung thư tuyến ức nay gần 2 năm, điều trị khắp nơi nhưng vẫn chưa thuyên giảm. Giờ em đang nằm điều trị tại khoa ung bướu Bệnh viện Đa khoa Long An. Bệnh nhân này điều trị cũng tương đối khá tốn kém. Vấn đề nằm viện, vấn đề sử dụng các loại thuốc đặc trị và vấn đề dinh dưỡng cho bệnh nhân rất là tốn kém. Người nhà thì họ cũng đã kiên trì, đã là cũng tính ra là cũng trên 2 năm nay rồi. Bây giờ có lẽ cuộc đời của bệnh nhân là những khoảng còn lại là phải gắn bó với bệnh viện này, phải gắn bó với khoa này và cụ thể là ngay tại cái chiếc giường đó. Bệnh nhân không thể nào về nhà được. Chúng tôi khẳng định rằng về nhà là bệnh nhân chỉ có là bệnh nặng thêm đi đến tử vong. Kim Châu là đứa con thứ ba của bà Lan. Trước đây, em vốn là một đứa con gái siêng năng, khỏe mạnh. Học cao đẳng kinh tế, ra trường đi làm chưa được một năm thì em ngã bệnh, nằm viện đến hôm nay. Hai người anh trai của em đã có gia đình riêng. Phần vì em là con gái, nên từ khi ngã bệnh đến giờ, chỉ có mỗi một mình mẹ em cận kề chăm sóc. Do khối u cứ ngày một to hơn, nên việc ăn uống của em phải đặt ống dẫn từ trên mũi xuống. Và cũng chính vì vậy, gần 2 năm qua em không thể nói được. Bà Lan chỉ còn cách nhìn vào ánh mắt của con mình để đoán con cần gì. Có khi thì Kim Châu viết ra giấy để tâm sự, cảm xúc với mẹ. Gần 2 năm mắc bệnh, di chuyển đến 3 bệnh viện, Châu đã tâm sự với mẹ hơn 5 quyển vở 200 trang của học trò với những dòng chữ đầy nước mắt. Tiền bạc giờ đã eo hẹp, nợ nần đó, tại vì bệnh hai bệnh nhân lâu dài rồi. Thành ra là bây giờ mắc nợ nhiều lắm, trên 200 triệu rồi. Phần của nó đi từ mấy tháng nay đó là cả 100 triệu rồi. Thành ra đâu có gia đình, đâu có đủ chi phí. Nhưng mà giờ hoàn cảnh mình lâm vào cái cảnh khó khăn. Nợ thì vay rất nhiều, với số tiền khoảng gần 200 triệu. Không có khả năng để chi tiêu. Rồi có người anh ruột á, như chị dâu hiện luôn bươn chải để xây trong vụ ăn uống thôi. Gia đình, đứa như Long á thì làm ngoài nhà máy. Thì bóc xếp ngày cũng 100-200 ngàn. Rồi cháu Tấm thì ở nhà thì cũng không có làm gì, lên xuống đem cơm rồi cho chỉ là nuôi cho cháu Châu á. Nhìn những giọt nước mắt lan dài trên má của bà Lan và con gái, khiến cả không gian phòng bệnh ai nấy cũng chạnh lòng. Trở về nhà bà Lan tại ấp 4 xã Mỹ An, bàn thờ chồng bà còn ghi ngút khói hương. Ông vừa ra đi chưa đầy 100 ngày. Giờ gia đình chỉ còn biết trông cậy vào mỗi nguồn thu nhập của người anh trai của Kim Châu đi làm bốc vác lúa. Một ngày lao động vô cùng vất vả nhưng anh cũng chỉ kiếm được trên 100 ngàn đồng. Số tiền ít ỏi ấy anh phải nuôi vợ và một đứa con nhỏ. Thương em lắm nhưng cũng chỉ gói ghém được một phần nhỏ thu nhập thuốc thang cho Kim Châu. Trong khi đó, số tiền mà Châu nằm viện một ngày lên đến trên 100 ngàn đồng và nó cứ không ngừng tăng lên từng ngày.
Thưa quý vị, trong lúc chúng tôi ghi hình, có một tấm lòng hảo tâm, đó là chữ rơm An Hiếu, lộ tránh phường 4 thành phố Tân An, đã đến ủng hộ 1 triệu đồng. Và chúng tôi rất mong sẽ còn nhiều tấm lòng hảo tâm nữa ủng hộ cho hai mẹ con bà Lan. Mọi sự giúp đỡ của quý vị vui lòng gửi về Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Long An, số 3 đường Võ Công Tồn, phường 1 thành phố Tân An, tỉnh Long An. Số điện thoại 0723 822 529. Quý vị có thể giúp đỡ trực tiếp bà Lan tại khoa ung bú Bệnh viện Đa khoa Long An. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, thay mặt những người thực hiện chương trình và gia đình những người có hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ, cảm ơn quý vị những tấm lòng hảo tâm xa gần đã ủng hộ cho chương trình. Tuần qua, chúng tôi nhận được số tiền gần 41 triệu đồng của bạn xem đài ủng hộ cho gia đình chị Trần Thị Thuận, ngụ ấp 5 xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Chị Thuận bị tai nạn giao thông, chấn thương cột sống. Thay mặt gia đình chị Thuận, chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ quý báu này. Danh sách ủng hộ bà Trần Thị Thuận, ấp 5 xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, phát sóng ngày 14 tháng 12 năm 2016. Thầy An Lộc và Phật tử chùa Kim Cang 300.000 đồng, Ni sư Tắc Đức, Ni sư An Huệ 100.000 đồng, năm bé Xuân Thư Ngọc Hiền Tài 400.000 đồng, chú thím Ba Lăng, bé Sea Games, bé Bao Ngọc Quyền Cầu Choi 400.000 đồng, bé Louis Tân Trụ 100.000 đồng, gia đình Huỳnh Ngọc Đáng Tân Trụ 200.000 đồng. Gia đình Thiên Kim, Thiên Tú, Thiên Hợp, Thiên Hảo, Thiên Trị, Tường Chi 250.000 đồng và một thùng mì. Bà Trần Thị Đáng, cô Hạnh, bé An 250.000 đồng, chị Tơ, chị Oanh, Long Hữu Đông 150.000 đồng, gia đình ông Lương Minh Đáng 2.500.000 đồng, anh Phùng Bá Dương, công ty xăng dầu Long An 200.000 đồng, nhóm bạn xem đài ấp 5 quê Mỹ Thạnh 100.000 đồng, Đại Đức Thích Quá Minh và Phật tử chùa Thiên Phước 400.000 đồng, ông bà nội Gia Bảo Gia Minh 200.000 đồng, Nguyễn Thị Thúy Hân, Nguyễn Quang Phúc 100.000 đồng, Kha Thị Minh Nguyệt 200.000 đồng, Thức An Gia Súc Qua Nhân 125.000 đồng, Châu Văn Đỏ 200.000 đồng, Trịnh Ngọc Nhân Trung thành phố Hồ Chí Minh 100.000 đồng, Thanh Thủy Thanh Trúc Thanh Sơn 210.000 đồng. Ông Quá Cố Trần Giang Đạn An Lục Long 100.000 đồng, Dương Văn Nhật Cần Duột 200.000 đồng, Trần Thị Bận Cầm Đồ 114 100.000 đồng, Chành Cường Quyên 100.000 đồng, Nguyễn Thị Mi So 100.000 đồng, Bi Gia Thanh Sang 100.000 đồng, Anh Hùng Phân, phường 2, thành phố Tân An 100.000 đồng, Ga Thiệp Vũ 100.000 đồng, Gà Rán Hàn Quốc 248 Hùng Dương 100.000 đồng, Quán Ăn Thu Tuyền 100.000 đồng, Hai Bé Mai Duyên 50.000 đồng, Thành Đạt Quang Vinh 50.000 đồng, Anh Đông Công Ty Đại Dương 1.500.000 đồng, Bùi Thị Đẹp, Nguyễn Hoàng Oanh 200.000 đồng, Máy Nổ Phát Quy, phường 1, thành phố Tân An 250.000 đồng, Gia đình Minh Trí Lạc Tấn 100.000 đồng. Gia đình Thủ Nguyên Nguyễn Lê An 100.000 đồng, Hoàng Nhi và ông bà Quá Cố bên nội bên ngoại 100.000 đồng, Nguyễn Cao Nguyên thành phố Hồ Chí Minh 100.000 đồng, Nguyễn Thị Kiều phụ tùng Honda Quỳnh Mai, Nguyễn Thị B 300.000 đồng, bà Năm cô Thích Kim Ngân Thúy Hằng 250.000 đồng, bà Lê Thị Trầu Bến Lức 250.000 đồng, Huỳnh Hoang Mực Trần Thị Mỹ Trân 500.000 đồng, Bùi Cao Sơn Canada 500.000 đồng, Phạm Ngọc Châu 500.000 đồng, tập thể giáo viên Quebec Canada 500.000 đồng, kho thuốc tiếp liệu cám Rinfit 190.000 đồng, chú Hai Hùng và các con Bến Lức 200.000 đồng, bà Sáu Nhường 150.000 đồng, chú Hai Toàn 30.000 đồng, Tịnh Thất Thiện Tài 400.000 đồng, nhóm cô Chính Nguyện, cậu Út Diệu Hạnh, Út Thúy Nam Chuyên, Tuấn Hồ, Bác Phúc, Phượng Tám Nết, Út Tịch Dũng Hoan, bé Ti cậu Nhi 500.000 đồng, Út Kiệm 100.000 đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Thanh phường 6 thành phố Tân An 1 triệu đồng, Nguyễn Ngọc Như Ý phường 3 thành phố Tân An 100.000 đồng, ngân hàng Sacombank chi nhánh Dàm Cỏ 20 kg gạo, Ngọc Nga Ngọc Châu phường 5 thành phố Tân An 100.000 đồng, gia đình chị Tâm phường 1 thành phố Tân An 200.000 đồng, Nguyễn Thị Tuyết Mai phường 5 thành phố Tân An 200.000 đồng, gia đình Như Đình gia đình Chiếu Kim 200.000 đồng, Trần Đăng Quỳnh Thiện Phước 100.000 đồng, Quỳnh Giang Lập 150.000 đồng. Công ty giải trí Nhạc Sống Xanh 300.000 đồng, gia đình chị Thẩm 100.000 đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hai cư Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Trường 600.000 đồng và một cái mền. Nguyễn Văn Bương Châu Thành 100.000 đồng, gia đình Thiện Hỷ Tâm Hỷ 100.000 đồng. Thùng từ thiện ngã ba quê Mỹ Thạnh 100.000 đồng, gia đình Út Bia Châu Thành 150.000 đồng, chị My Châu Thành 50.000 đồng, gia đình anh Hùng Nam Cường phường 2 thành phố Tân An 500.000 đồng, anh Công Đạt phường 3 thành phố Tân An 200.000 đồng, dân anh Như Anh phường 3 thành phố Tân An 100.000 đồng, chị Huỳnh Kim Ngân Hậu Nghĩa 125.000 đồng, Trương Giang Khanh 100.000 đồng, Lại Thị Nữ Đức Hòa 125.000 đồng, Ban Hộ Niệm Qua Sen, gia đình An Thiện, Diệu Minh, Thiện Minh, Chánh Nghiêm Ánh, Chiếu Viên Mỹ 350.000 đồng, Kim Huê, Úc Đức, phường 1, thành phố Tân An 100.000 đồng, Nguyễn Bích Thủy, Tân Trụ 200.000 đồng, nhà trọ Ngọc Nga, phường 2, thành phố Tân An 100.000 đồng,
ông bà Ngọc Tài 100.000 đồng, Phật tử Tịnh Xá Ngọc Liên 100.000 đồng, Trúc Linh Khánh Linh phường 3 thành phố Tân An 200.000 đồng, Lê Thị Kim Thành Cầu Dơi 100.000 đồng, Ánh Trang Bà Mía 100.000 đồng, Ban Hành Niệm Thánh Thất Phước Tân Hưng 300.000 đồng, Lương Thu Ba phường 2 thành phố Tân An 500.000 đồng, Bạn Xem Đài 50.000 đồng, Kim Tuyến Cầu Dơi 100.000 đồng, Kim Lan Dung phường 2 thành phố Tân An 300.000 đồng, Trần Hùng Dũng phường 3 thành phố Tân An 200.000 đồng, Ngọc Sương Thu Hằng Long An 150.000 đồng, Cao Thị Hà phường 7 thành phố Tân An 500.000 đồng, Thái Bình Thế Dân phường 4 thành phố Tân An 100.000 đồng, Nguyễn Văn Năm Phạm Thị Nga Võ Văn Tư Thiều Thị Bé Nguyễn Minh 300.000 đồng, Chú Ba Hưng Chú Tư Phương 100.000 đồng, Nguyễn Thị Lan Cầu Chơi 150.000 đồng, Bạn Xem Đài 100.000 đồng, Nhóm Từ Thiện Nhân Thạnh Trung 480.000 đồng, Nhóm Từ Thiện ấp 4 Lạc Tấn 250.000 đồng, Gia đình Chú Tám Hé phường Tân Khánh 100.000 đồng, Gia đình Quý Tị phường Tân Khánh 100.000 đồng, Ông bà nội Quốc Thảo phường 1 thành phố Tân An 100.000 đồng, Bà nội Kim Yên phường 1 thành phố Tân An 50.000 đồng, Loan Thủy Sản Cần Duộc 200.000 đồng, Trần Lý Như Nguyện phường 3 thành phố Tân An 50.000 đồng, Lò Bánh Mì Hồng Nương Chính Xương 6 Lì Hoàng Mai Phượng Đồ Chai, Anh Dàm Cỏ Kim Dân Chi Bán Chén Phượng Giải Bùi Thị Năm Hồng Miên Quốc Minh Oanh Trọng Quý Trọng Nhân Bé Phước Cổ Thiên Phú Diệu Phi 900.000 đồng, Dương Thị Tiến Phạm Thị Ba Trịnh Thị Mỹ Qua Trịnh Hữu Phước 400.000 đồng, Trịnh Hữu Đức Bùi Chí Hùng Trịnh Thị Mỹ Tiên 200.000 đồng, Bùi Trịnh Quy Hùng Bùi Trịnh Ngọc Uyên 100.000 đồng, Bé Bùi Gia Tiến phường 6 thành phố Tân An 100.000 đồng, Bùi Thanh Liêm Nguyễn Thị Hồng Cúc 100.000 đồng, Nhóm Từ Thiện Dì Mười Nên 2.500.000 đồng, Bùi Chí Thanh Bùi Chí Tâm 100.000 đồng, Anh Thành phường 1 thành phố Tân An 50.000 đồng, Tiệm Vàng Kim Tuyền phường 1 thành phố Tân An 500.000 đồng, Tiệm Hữu Lợi Nguyễn Trường Quy Thuận Võ 200.000 đồng, Chị Lan Anh Thùy Linh Chọn Quyên Hằng Anh Lai Anh Phước bán vé số, Chị Hạnh Chị Mai Anh Minh 600.000 đồng, Mái Che Đức Phương Sửa Xe Quân Phú Bột Sửa Xe Tư Lâm 400.000 đồng, Nhóm Từ Thiện Chợ Phường 6 500.000 đồng, Nhà Mái Tôn Quà Phú 200.000 đồng, Dương Thanh Quy Nhị Thành 100.000 đồng, Chị Ngon Phường 3 thành phố Tân An 200.000 đồng, Tổ Phật Tử ấp Bình Điện 1.000.000 đồng, Bạn Xem Đài 200.000 đồng, Gia đình anh Nguyễn Hữu Hòa phường 2 thành phố Tân An 100.000 đồng, Hiệu Dài Dự Dự phường 1 500.000 đồng, Võ Kim Châu phường 3 thành phố Tân An 500.000 đồng, Bà Hồ Thị Ba Ngọc Hà Ngọc Phi Duy Tân Khánh Tiên Phương Liên 800.000 đồng, Bà Hồ Thị Mỹ Lệ An Dĩnh Ngãi 100.000 đồng, Bà Lê Thị Tần Dựa Gạo Tám Trang 250.000 đồng, Ông Tám Nhu ấp Trung Hòa 50.000 đồng, Hồng Thị Qua phường 3 thành phố Tân An 200.000 đồng, Tiệm Giải Kim Qua, Tiệm Bánh Chánh Long 200.000 đồng, Phan Thị Hoàng Cúc, Phan Thị Hoàng Anh 100.000 đồng, Chú Sáu Chánh Khánh Hậu 70.000 đồng, Gia đình Phật tử Tâm Khai Đức Hòa 200.000 đồng, Nguyễn Thanh Xuân 300.000 đồng, Nguyễn Ngọc Trân Đức Hòa 100.000 đồng, Quỳnh Thị Hiếu Đức Hòa 100.000 đồng, Nguyễn Giang Cổ thành phố Hồ Chí Minh 200.000 đồng, Nguyễn Giang Thuận thành phố Hồ Chí Minh 200.000 đồng, Thánh Thất Cao Đài xã Phước Lại 1.500.000 đồng, Ban Hành Niệm Thánh Thất Cao Đài Long Hiệp 1.000.000 đồng, Nguyễn Ngọc Dung quận 8 thành phố Hồ Chí Minh 1.000.000 đồng, Tập thể công nhân công ty Mai Đăng Khoa 600.000 đồng, Tập thể Mai 1N4 công ty Chinh Lưu 300.000 đồng, Gia đình MC Lê Lưu Quang Minh 400.000 đồng, Võ Văn Tâm Đức Hòa 200.000 đồng, Đỗ Thành Long thành phố Hồ Chí Minh 200.000 đồng, Thùng Từ Thiện chợ Rạch Kiến 500.000 đồng, Bình Sủng Liên 400.000 đồng. Tổng cộng 39.555.000 đồng. Chuyên đề vượt qua hiểm nghèo của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi và ủng hộ của quý vị dành cho chương trình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.